Bộ trưởng Kinh tế Georgia dự kiến tăng trưởng kinh tế trên 10%. Chính phủ mới của Georgia dự kiến sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế trên 10% trong vòng 2 hoặc 3 năm, sau khi ước tính tăng trưởng 7% trong năm 2012 và 2013, bằng cách kích thích các doanh nghiệp cỡ trung, loại bỏ độc quyền, phát triển thị trường chứng khoán và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tân Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển, ông Georgi Virikashvili, cho biết ông hy vọng mối quan hệ thương mại với nước láng giềng Nga sẽ sớm được khôi phục, giúp gia tăng kích thích cho nền kinh tế. Chính phủ mới được bầu cách đây 2 tháng, nhận được một nền kinh tế đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Georgia được độc lập, sau khi Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1994. Georgia nằm trên tuyến đường vận chuyển dầu và khí đốt từ biển Caspian tới châu Âu. Các lĩnh vực xây dựng, du lịch và dịch vụ tài chính tạo ra tăng trưởng cao từ năm 2004 đến năm 2007, sau cuộc cách mạng không đổ máu vào năm 2003. 24 giờ có điện đã được phục hồi và các cải cách tự do được thực hiện tại quốc gia của 4.5 triệu người. Tệ nạn tham nhũng nhỏ đã được dẹp sạch trong cảnh sát và dịch vụ hải quan. Dịch vụ công cộng được cải thiện và việc thu thuế trở nên hiệu quả hơn. Georgia là quốc gia được Ngân hàng Thế giới đánh giá đứng hàng đầu trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, năm 2008, thảm họa chiến tranh 5 ngày với Nga từng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Georgia và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy nền kinh tế đi xuống. Nền kinh tế Georgia đã tăng trưởng trở lại từ năm 2010 và chính phủ mới dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP trong năm nay là 7% và lạm phát hàng năm từ 1 đến 2%. Cả hai chỉ số này đã không thay đổi so với năm ngoái. Ông Virikashvili cho biết lạm phát đang ở rất thấp hiện nay và trở thành một yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển của doanh nghiệp. Và đó là lý do tại sao chính phủ có ý định nâng cao lạm phát lên đến 4 hay 5% trong năm tới. Ông Virikashvili cho biết ông hy vọng mối quan hệ thương mại với Nga sẽ được phục hồi ngay sau khi chính phủ nhận được tín hiệu tích cực từ mặt tư khoa, bao gồm việc Nga phát hành 1.000 giấy phép cho các tàu vận chuyển hàng hóa của Georgia. Nhưng ông cũng không liên kết các mối quan hệ trong tương lai với việc Nga gia nhập vào WTO. Ông nói dựa vào một thái độ mới, những từ ngữ khác được sử dụng để liên lạc, ông hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ dần dần tốt hơn. Nếu Georgia có thể cải thiện mối quan hệ kinh tế với Nga, thì sẽ có thể gây dựng lại thương mại song phương đã giảm xuống chỉ còn 5% tổng sản lượng thương mại, từ mức cao nhất 20% vào năm 2006. Ông Virikashvili cho biết, chính phủ có kế hoạch thiết lập một quỹ đầu tư để thu hút đầu tư, chủ yếu là trong lĩnh vực năng lượng, du lịch, nông nghiệp và hạ tầng cơ sở. Ông cho biết các ngân hàng đầu tư đã bày tỏ sự mong muốn tham gia vào một trong những quỹ này nhằm mục đích thu hút đầu tư và thực hiện các dự án chung. Một quỹ khác với vốn chủ sở hữu có giá trị 600.000 Mỹ Kim sẽ giúp đỡ để thực hiện các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Vị Bộ trưởng cũng cho biết chính phủ đang phải đối phó với một làn sóng đình công tại các doanh nghiệp khác nhau sau cuộc bầu cử. Các công nhân đã đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động.